Ok, xin chào mừng toàn thể các bác quay trở lại kênh YouTube của Huyền Audio trong video ngày hôm nay. Và tiếp tục tất cả video thì ngày hôm nay cửa hàng bên em lại về cho toàn thể các bác. Đó là một cái đẩy bãi, mẫu đẩy bãi nội địa Trung Quốc có mã là Pro 3600. Và trước mặt các bác đây thì đây là một cái mẫu đẩy còn khá là đẹp các bác nhá. Còn khá là đẹp. Và vào ngay đầu video thì các bác cũng đã cảm nhận được rồi. Đây là một trong những dòng đẩy chất âm thì cực kỳ là hay. Và các bác nhìn về cái hình thức của chiếc đẩy này, nó là size 2U thì cũng rất là đẹp các bác nhá. Và em cùng các bác sẽ đi trải nghiệm và giới thiệu chi tiết về công suất cũng như báo giá cho toàn thể các bác được nắm bắt được với cái chiếc đẩy này. Rồi, trước mặt các bác đây thì các bác cũng nhìn thấy rồi, đây là một trong những dòng đẩy cực kỳ là xịn sò, hàng bãi với linh kiện sò LGV kép các bác nhá. Sò LGV kép con này thì chạy 20 sò LGV kép. Và con này nó đánh bù áp rất là nhiều với cục nguồn khá là to. Các bác nhìn đây, nhìn đây thì các bác cũng đã cảm tưởng nó là quá mini rồi đúng không ạ? Một trong những dòng đẩy bãi thật sự các bác là trong cái thời điểm này cực kỳ là hiếm, với chạy với 4 tụ lọc các bác, bốn quạt làm mát cho 2 vế công suất các bác nhá. Và với dòng đẩy này thì bên cửa hàng bên em sẽ bao zin cho toàn thể các bác, được chưa? Bao zin cho toàn thể anh em. Rồi anh em thì đi qua vui vẻ ủng hộ cho cửa hàng em online nhá. Và thật sự các bác là phải nhanh tay thì mới sở hữu được một chiếc đẩy bãi nội địa Trung Quốc và còn đẹp và xịn như thế này. Và cái giá thì thật sự các bác là đưa ra cho anh em một cái giá thì nó quá là ok luôn. Em khẳng định với toàn thể các bác là nếu mà cái giá mà ngày hôm nay trong buổi tối ngày hôm nay với một cái video này em đưa cho toàn thể các bác thì không phải nghĩ. Và đặc biệt với dòng đẩy bãi hàng nội địa Trung Quốc này thì các bác biết rồi, đây là một trong những dòng đẩy bãi chạy mạch Clarat. Và với hai vỉ tiếng đúng không ạ? Hai vế công suất thì nó đều có vỉ phụ các bác nhá. Đều có vỉ phụ đây này. Các bác để ý này, với các cái con đẩy mà nó có cái vỉ phụ như thế này thì tiếng nó cực hay, đúng không ạ? Tiếng nó cực hay. Với dòng đẩy này thì em bao zin cho toàn thể anh em. Được chưa ạ? Với dòng đẩy bãi nguồn cực to này, chạy mạch Clarat này, chạy 8 tụ lọc các bác nhá. 8 tụ lọc này, bên trong còn rất là đẹp. Thì các bác nhìn đúng hình ảnh như này các bác mua hàng nhá. Với cái hàng đẩy bãi thì bên em thì luôn luôn chọn cho toàn thể các bác đó là một cái dòng đẩy còn đẹp, đúng không ạ? Đẹp xuất sắc luôn. Với dòng đẩy này thì anh em chạy thì yên tâm. Và bên cửa hàng bên em thì luôn luôn bao cho toàn thể các bác đó là bảo hành cho anh em là 3 tháng các bác nhá. 3 tháng. Và trong buổi tối ngày hôm nay với một con đẩy xịn sò và đẹp như thế này thì em cũng đã quay cho toàn thể các bác nhìn đây ạ. Quay cho toàn thể anh em nhìn đây. Và các bác chốt đẩy bãi nội địa Trung Quốc mã là Pro 3600 các bác nhá. Mã Pro là 3600 này. Các bác phải nhanh tay nhá. Nếu mà các bác nghe xem xong cái video này thì các bác phải chốt luôn cho bên em nhá. Chứ không là không còn đâu. Thật sự các bác được đưa ra cái giá nó quá là tốt rồi. Và cái giá trong video ngày hôm nay với cái giá chỉ có 3.500.000 đúng không ạ? 3.500.000 một chiếc đẩy bãi còn đẹp như thế này. Thật sự các bác này, sở hữu được con đẩy này nó là cái may mắn của toàn thể anh em nhá các bác nhá. Bác nào mà sở hữu được con đẩy này thì nó là may mắn của toàn thể các bác. Được chưa? Với một con đẩy xịn sò như này thì thật sự các bác là không có đâu ạ. Công suất của nó lên tới 800W một ghênh. Được chưa? Chạy sò là JVK mạch Clarat các bác nhá. Công suất này nhắc lại cho toàn thể anh em này, công suất lên tới 800W một kênh này, bao cho toàn thể anh em đánh hai đôi loa bát 30 nhá. Bao cho toàn thể anh em đánh hai đôi loa bát 30 với công suất lên tới 800W một kênh, được không ạ? 800W một kênh, chập drive vào đánh 1600 luôn. Đấy, chập drive vào đánh 1600 luôn. Với giá chỉ có 3.500.000. Các bác nhanh tay gọi điện trực tiếp cho cửa hàng bên em 3.500.000 nha các bác nhá. Chuyển khoản đặt cọc cho bên em 500 thì bên em mới gửi hàng nhá. Các bác mua hàng đẩy bởi vì nó rất là nặng, cho nên là các bác mua hàng của cửa hàng bên em thì các bác hãy đặt cọc cho em 500.000. Được chưa? Đặt cọc 500.000 và bên em sẽ vận chuyển cho toàn thể các bác đến tận nơi, đúng không ạ? Nhận đúng hàng các bác thanh toán cho cửa hàng bên em nhá. Nhận đúng hàng như này thì các bác thanh toán cửa hàng bên em, được chưa? Rồi, kết thúc video tại đây thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác. Còn các bác nào mua hàng
May mắn thì sở hữu được con đẩy này với giá là 3.500.000, chuyển khoản đặt cọc 500 thì các bác sẽ sở hữu được một con đẩy bãi nội địa Trung Quốc Pro 3.600 nha các bác nhá. Rồi kết thúc video, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của anh em nhá.